Thế là đấy, mua để vừa dùng hai thôi. Nữa là thấy là cái giá cả nó vừa phải đấy, trong cái hợp lý của mình chứ mình không quay tay quá trắng đấy, mình còn nhiều việc khác nữa. Tôi thì về hưu quân đội nhưng mà nó cũng luôn là cái ít đấy, về trước tuổi đó, nhà tôi thì mới mất thì nên là cái điều kiện nó khác, tức là nguyện vọng vẫn muốn mua cái để dùng phù hợp với gia đình cũng là cơ cứu giúp cơ bản nói chung cách làm và cái ấy thì sử dụng được sang cái ưng ý nó đấy, nó không có gì cả. Giá cả là tất nhiên nó có lên xuống một tí thì đấy là do cái từng thời điểm một. Anh ơi, ông Đức. Cảm ơn bác nha. Vâng. Cảm ơn bác đã tin tưởng và ủng hộ đồ cho cơ sở nhá. Vâng. Cơ sở đồ gỗ Tùng Cám xin kính chào bác nhá. Hiện tại thì chúng tôi là vừa lắp đặt xong cho nhà bác chấm tại khu 3 xã Đỗ Sơn, Thanh Ba, Phú Thọ, là một bộ sập ngồi bằng chất liệu gỗ dâu và gia đình bác chấm đây. Chúng tôi vừa lắp đặt cũng như là kê kích vào cái không gian phòng thờ nhà bác rồi. Thì tôi có quay lại một video clip làm kỷ niệm với bác chấm nhá. Đây quý vị đây. Trên hình ảnh đây là bác chấm chủ nhà đây. Đây hình ảnh chiếc sập này thì chiếc sập này có kích thước là 1m6 x 2m, đục theo mẫu là mẫu sập ngũ phúc tráng. Đây không gian phòng thờ đây rất là đẹp. Đây này là bác chủ nhà đây. Đây là hình ảnh bác chấm vẽ nhá. Vâng, cháu chào bác nhá. Vâng thì hôm nay bọn cháu sang bàn giao cho bác thì cháu có quay lại cái video làm kỷ niệm bác. Vâng. Thì cũng như xin bác luôn mấy lời nhận xét về sản phẩm hôm trước bác đã sang xem mộc rồi mà ký rồi các thứ rồi. Thì hôm nay bọn cháu bàn giao thì bác không biết cảm thấy ưng ý hay hài lòng hay có gì chưa được khen chê thì bác góp ý bọn cháu nhé. Vâng. Không, nói chung là cái này là từ cái đồ này bởi vì là cái thời buổi này là mình cũng không phải là đi buôn bán. Vâng. Bởi vì cũng tức là cái này ý tôi là chưa muốn mua. Wow. Nói thế, wow. Nhưng bởi vì công việc gia đình, wow. Đấy, bởi vì cái này nó cũng là làm cố định rồi, wow. Thế nếu người ta buôn bán người ta mua cái khác, wow. Đấy, đúng không? Thế là đấy, mua để vừa hai nữa là thấy là cái giá cả nó vừa phải, đấy trong cái hợp lý của mình, wow. Chứ mình không quay tay quá trắng, wow. Đấy mình còn nhiều việc khác nữa, tôi thì về hưu quân đội nhưng mà nó cũng luôn là cái ít, wow. Đấy, về trước tuổi. Đó, nhà tôi thì mới mất thì nên là cái điều kiện nó khác, tức là nguyện vọng vẫn muốn mua cái để dùng phù hợp với gia đình cũng là cơ cứu giúp cơ bản, tức là không phải mang tính chất mình mua để bán, tức là mình mua để dùng lâu dài. Xác định là lâu dài nó có phù hợp với không gian nhà bác lại túi tiền bảo nó coi mua được gì không phải đây là mua khác, tức là để đồ thờ cách làm và cái ấy thì sử dụng được sang cái ưng ý nó đấy, nó không có gì cả. Giá cả là tất nhiên nó có lên xuống một tí thì đấy là do cái từng thời điểm một. Anh ơi, ông Đức. Cảm ơn bác đã tin tưởng và ủng hộ đồ cho cơ sở nhá. Vâng. Tôi đã bảo qua đấy không chỉ bảo còn lấy cái bộ ấy nhưng mà cái này tôi cần tính toán cái bộ này nữa. Được, cái tôi còn sang lấy lúc. Ở trên đường bao nhiêu mỗi tháng được bao nhiêu? Bây giờ tôi có lướt qua một vài hình ảnh qua của chiếc sập này. Sập này đây là kích thước là 1m6 x 2m này, dạ là dày là 8 phân, đó, chân là chân 20 và đục đầu chân là đục đầu rơi đó. Thế bên này là dạ là đục là ngũ phúc tráng mai. Cái này làm ấy tôi xem ở đây nó đúng ở cái điểm, tức là mặt là khuôn mặt dày 7 phân, ván dày 2 phân, mặt 2 lá không đúng trong công nha, nói chung đến cái mặt gì ạ. Hôm nay thì không gian trong nhà nó hơi tối một chút thì tuy nhiên thì tôi cũng có quay lại cái clip ngắn làm kỷ niệm với bác và gia đình. Rất cảm ơn bác và gia đình đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của tôi nhé. Quý vị có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, có số điện thoại là 0987 50086, website là đồ gỗ tùng tám.com. Quý vị quan tâm yêu mến thì vui lòng bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào mọi người.